Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, trong ngày 16 tháng 12, đoàn công tác của đơn vị vừa đến thăm, trao lương thực, trang thiết bị y tế cho Đại đội 533 và Đại đội Bảo vệ Mục tiêu 104, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Công, Lào. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã trao 2,2 tấn gạo, lương thực, thực phẩm, vật tư y tế cùng nhiều trang thiết bị khác để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng giá trị quà tặng hơn 50 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm động viên chia sẻ của các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đến các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới của tỉnh Xê Công Lào trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều sự hỗ trợ kịp thời thiết thực, nhất là các thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ tỉnh Cây Công qua đó đã tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập